Chào các chế, hôm nay tôi sẽ mở hộp sản phẩm gen tẩy nốt ruồi của Nga. Mời các chế cùng xem. Sản phẩm gen tẩy nốt ruồi này rất phổ biến, có địa chỉ công ty. Sản phẩm gen tẩy nốt ruồi một hộp hàng khách tay, rất rõ ràng. Sau đây tôi sẽ mở hộp các chế cùng xem nhé. Rất thích, mỗi lần mở hộp như này cảm giác rất khoái. Các chế có thể thấy một hộp bao gồm 12 lốc, tức là 120 vỉ. Tôi có thể lấy một vỉ ra cho các chế xem. Rất đẹp, sắc nét. Tất cả các sản phẩm của shop sách tay đều hàng chuẩn, nên rất sắc nét và đẹp. Hạn sử dụng 12 tháng. Xuất đi Russian, Nga và Kazakhstan. Hai ngôn ngữ. Sau đây tôi sẽ mở hộp cho các chế xem. Ba ml gen tẩy nốt ruồi. Rất sắc nét các chế nhé. Sản xuất tháng 8 năm 2017. Thường các sản phẩm mỹ phẩm thường có hạn sử dụng 2 năm, do vậy các chế cứ yên tâm. Sản phẩm rất sắc nét. Tôi lấy ống ra cho các chế xem. Khi sử dụng thì shop có gửi kèm hướng dẫn sử dụng tiếng Việt. Các chế phải sử dụng theo bản hướng dẫn vì sử dụng cái này sẽ dễ dẫn tổn thương da. Và sau đây là phần quan trọng, đó là phần check mã vạch. Chúng ta như thường lệ vẫn sử dụng phần mềm iCheck. Các chế vào phần mềm iCheck này. Rồi dí phần mã vào. Lên không? Đây. Sản phẩm lên. Gen tẩy nốt ruồi, mụn ruồi. Mã là mã sản phẩm, nhưng có mẫu mã này có khi là mẫu mã mới của công ty hay là 85k.
Rồi. Như vậy là hàng rất đảm bảo. Shop bán hàng trên hệ thống Sendo, do vậy hàng rất đảm bảo, được bảo đảm, không bán hàng giả, hàng nhái. Quý khách nhớ đăng ký kênh YouTube để xem shop mở hộp liên tục các sản phẩm, giá cả rất phải chăng. Nhớ ủng hộ shop. Nhớ like kênh của tôi nhé. Cảm ơn các chế. Xin chào.